Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi cưới được vợ hiền, và chẳng có gì may mắn bằng khi một nửa của mình luôn biết hy sinh cho chồng, cho con. Công Phượng đang sắp có được điều hạnh phúc nhất trên đời mình như vậy. Chiều nay, lễ vu quy giữa Viên Minh và Công Phượng sẽ diễn ra. Nhưng từ nhiều ngày qua, người ta đã râm ran về nghề thành đôi của cặp trai tài cái sắc này. Điều thú vị ở chỗ, thay vì rầm rộ trên báo chí như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, điều mà người ta chỉ nhìn thấy được ở lễ vu quy này là một tấm thiệp với chiếc thẻ bảo mật. Sẽ không có rầm rộ như báo chí đến đưa tin. Những người được trao chiếc thẻ này thật sự là bạn thân, là người thân, là anh em thân thiết của Công Phượng và Viên Minh. Họ vốn dĩ đã khép kín chuyện tình cảm của mình như vậy suốt 6 năm qua. Ngay đến ngày đính ước, Công Phượng và Viên Minh cũng không rình rang trên truyền thông và mạng xã hội. Sáng nay, bức hình chụp 7 trang phù rể của Công Phượng mới hé lộ thêm một chi tiết liên quan đến lễ vu quy đổ đôi bên. Nhà gái của Viên Minh chỉ thách cưới chàng rể Công Phượng đúng 7 cháp. Không phải lên rừng, không phải xuống biển, cũng chẳng đến mức voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, hay phải bê 11 cháp cho bề thế. Nhà gái Viên Minh chỉ đòi hỏi cho nhà Công Phượng 7 cháp mà thôi. Không ai biết nội dung bên trong của những cháp hỏi ấy bất ngờ điều gì, nhưng chí ít, nhìn từ số lượng, người ta cũng đánh giá cao nhà của Viên Minh. 7 cháp không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng không phải là một con số quá lớn. Nó đủ để nhìn thấy phẩm giá, đức hạnh và sự khiêm nhường của cô dâu Viên Minh. Đó có thể là một điều mà ban đầu, khi người ta biết về gia thế của Viên Minh, chắc chẳng ai có thể nghĩ rằng cô lại khiêm nhường đến như thế. Bố của Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Với riêng Viên Minh, sở hữu ngoại hình không quá xuất sắc như ca sĩ, diễn viên trong giới showbiz, nhưng vợ cưới của Công Phượng lại sở hữu một thứ mà nhiều phụ nữ khác, dù có phẫu thuật thẩm mỹ đến nhiều đến cỡ nào, cũng chẳng thể có được. Đấy là vẻ đẹp trí tuệ. Cô nàng hơn Công Phượng 2 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc của chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào cuối năm 2018 và hiện tại đang công tác cho công ty gia đình. Xuất thân ấn tượng nhưng Viên Minh lại có một cuộc sống bình lặng, không phô trương. Cô ấy là người gần gũi, dễ mến và không thích phô trương một chút nào cả. Một người thân của Công Phượng từng chia sẻ như vậy về Viên Minh. Chúng tôi từng xem bóng đá cùng nhau ở sân Thammasat, Thái Lan rồi đi ăn uống. Viên Minh không tỏ ra là người yêu của cầu thủ nổi tiếng. Để giữ kín sự riêng tư, cả hai ít tương tác trên mạng xã hội. Không mồ mè, thể hiện lại giỏi giang, có tài, Viên Minh có thêm lý do nữa để Công Phượng đổ gục trước mình. Đó chính là sự chân thành. Suốt 2 năm quen nhau, rồi 4 năm yêu nhau, dù Công Phượng trải qua nhiều sóng gió thế nào, dù phải sang nước ngoài thi đấu liên tục ra sao, Viên Minh vẫn luôn là điểm tựa để tiền đạo này vượt qua khó khăn. Yêu nhau lâu năm, nhưng cả hai bạn đều giữ kín. Bạn gái của cậu ấy, ngày đầu tiên gặp, mình đã cảm thấy là một nửa của cậu ấy rồi. Đó là một cô gái rất bản lĩnh, thông minh, khéo léo, và mình biết họ chắc chắn sẽ đến với nhau sau này. Đơn giản vì họ sinh ra là để dành cho nhau. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đánh giá cao cặp đôi này. Hay như ông Trung Hê Song, thầy cũ của Công Phượng có nói rằng: "Tôi gặp Công Phượng mấy lần rồi, tôi thấy cặp đôi này quá tuyệt vời. Từ khi đính hôn với Viên Minh, cứ tập xong là Công Phượng lại về sớm để ăn cơm với vợ. Viên Minh lo cho Công Phượng những công việc bên lề nên khi ra sân, Công Phượng đã thoải mái hơn hẳn." Quả thực, suốt 6 năm yêu nhau, Viên Minh luôn giữ cái tiếng cho chồng. Không ầm ĩ kiểu showbiz, không tạo ra scandal trong tình trường, cũng chẳng cần phải nói những câu xến xúa mùi mẫn thể hiện trên mạng xã hội. Cái mà Viên Minh dành cho Công Phượng còn đáng tôn trọng hơn nhiều. Cô dành tình cảm, sự hy sinh và đứng phía sau để ủng hộ bạn trai, và nay là người chồng sắp cưới của mình, một cách thầm lặng nhưng đầy chân quý. Công Phượng từ khi yêu Viên Minh mà hạnh phúc hơn, không còn những cái xăm so đời tư bên lề sân cỏ suốt 6 năm qua đối với anh. Công Phượng có thể tập trung tối đa cho bóng đá, điều mà anh luôn muốn khát khao và muốn thể hiện mình trong sự nghiệp cũng như niềm yêu thích của bản thân. Nhìn những cầu thủ khác lao đao chuyện tình trường, người ta mới thấy rằng Công Phượng may mắn ra sao khi lấy được một người vợ hiền lành như thế. Hạnh phúc nhé, Công Phượng, Viên Minh.